Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2021. Hoan hỷ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày đều tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn thì phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời, sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, làm một hưởng 10, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu nhanh chóng mặt. Tuy nhiên thì cũng có những giai đoạn không tránh khỏi được những khó khăn và trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân thì liên tục thảm hại, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2021 Tân Sửu này. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Nhâm Tuất 1982 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, để chúng ta có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 dự đoán năm nay sẽ gặp rất nhiều thất bại trước khi nhìn thấy thành công. Sẽ có những nhân vật xấu xảy ra xung quanh bạn và bạn phải làm việc chăm chỉ giải quyết tất cả những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Các cặp vợ chồng sẽ có rất nhiều cuộc cãi vã, cần phải giải quyết chúng càng sớm càng tốt. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục, không bao giờ làm mọi thứ trong một cách. Tuất Sửu tương hình khiến cho vận trình của gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 năm nay không được cát lành, nhất là trong việc cầu tài công danh. Trong hung có cát, đối với những gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 thì con đường nhân duyên sẽ có thuận lợi hơn rất nhiều. Đối với những bạn đang độc thân sẽ có thể tìm kiếm được một nửa cuộc đời mình. Những bạn có dự định kết hôn thì hôn nhân dễ thành. Năm nay mệnh chủ cùng với thái tuế sửu thổ hình thành tí mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và thao, xuất xích và tinh quân, nên đối với quan hệ xã hội sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Về mặt sự nghiệp, lưu niên thiên can là thực thương, những mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 được quý nhân giúp đỡ, nên khi gặp phải khó khăn trắc trở, mệnh chủ không nên nản lòng, thoái chí mà cần phải cố gắng hết sức mình. Ngoài ra, vì có các thần thái âm chiếu mệnh nên trong năm nay, mệnh chủ sẽ có cơ hội để phát triển đường công danh sự nghiệp. Mệnh chủ cần phải chú ý, vì hình thái tuế nên thị phi sẽ bủa vây xung quanh nhiều hơn so với những năm trước. Nhưng hình thái tuế lại gặp quan sách và câu rào là những sao tốt. Nên mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 chú ý tránh những việc liên quan đến kiện tụng và những tai nạn ngoài ý muốn. Đường tài vận, năm nay tài tinh không xuất hiện, lưu năm địa chi là tỷ kiên, khó khăn trong việc cầu tài. Sức khỏe, hình thái tuế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mệnh chủ Nhâm Tuất 1982 và gây ra nhiều bệnh tật. Đồng thời, đây cũng là một năm giúp cho họ có nhiều sáng kiến mới nhưng khó đạt được do các yếu tố chủ quan và khách quan. Khuyên bạn nên sử dụng kim bài thái tuế mang bên mình để nghênh đón thái tuế trong năm mới, hóa giải hạn thái tuế năm 2021, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho mình. Do thái tuế sửu thổ và Nhâm Tuất sinh năm 1982 phạm phải cục diện tương hình, nên trong năm cần chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp thì hậu quả có thể khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Đương nhiên nhiều biến động cũng không hoàn toàn có nghĩa là năm nay chỉ gặp hung không có cát. Cát tinh thái âm và hồng loan nhập mệnh có thể giúp cho con đường tình duyên của mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có chút khởi sắc.
những người độc thân tuổi Nhâm Tuất 1982 thuận lợi trong việc lập gia đình. Nhân gian từ xưa có câu nhất hỷ chặn tam tai. Vì vậy, mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 năm nay lập gia đình xung hỷ sẽ giảm bớt được ảnh hưởng của hình thái tuế, tăng cường vận khí cho mình. Những người đã lập gia đình cần chú ý tránh đào hoa sát, tình cảm ngoài luồng để vững mạnh hạnh phúc cho gia đình nhà mình. Để tốt nhất trong năm nay, mệnh chủ cần sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Dự đoán tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thổ thủy tương khắc, cho nên trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều các bệnh liên quan đến thận. Người sinh năm Nhâm Tuất phải trải qua một năm nhiều khó khăn và đầy biến động, có khả năng phải đối diện với nhiều biến cố bất ngờ. Những người hay phải đi xa hay là làm nghề lái xe đường dài cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên cố gắng làm việc khi cơ thể mệt mỏi, khi di chuyển cần chú ý an toàn giao thông. Không nên nóng nảy, coi thường người khác, chủ động gây chuyện thị phi, mâu thuẫn, có thái độ ham học hỏi. Cần chú ý lắng nghe lời góp ý, luôn tôn trọng lãnh đạo, những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Dù có sự nghiệp phát triển nhanh chóng, nhưng bản mệnh thường lơ là tình trạng sức khỏe của bản thân, không muốn dành thời gian để đi khám bệnh hoặc thả lỏng tâm trạng, nên cơ thể dễ bị chịu ảnh hưởng xấu. Sức khỏe chính là cái vốn quan trọng nhất của con người. Nếu bản mệnh muốn thực hiện tham vọng của bản thân, thì việc đầu tiên phải làm chính là quan tâm đến cơ thể của chính mình. Không nên suy nghĩ quá nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân. Ăn uống cần điều độ, đúng giờ, không ăn đồ cay nóng và chú ý bổ sung nhiều rau quả, trái cây. Đừng dành hết thời gian trong ngày cho công việc mà nên chú ý rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ ra ngoài, hít thở không khí, thư giãn tinh thần. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và bát bảo tâm kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Nam mệnh 40 tuổi, Thái Bạch chiếu mệnh sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn, đi lại cẩn thận đề phòng tai nạn. Nữ mệnh 40 tuổi, Thái Âm chiếu mệnh cần giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là những bệnh liên quan đến phụ khoa. Sản phụ cao tuổi nên cẩn thận hơn nữa trong chuyện phòng khó sinh. Tuổi Nhâm Tuất 1982 gặp nhiều khó khăn vào năm 2021, vì vậy bạn sẽ trải qua những thăng trầm về mọi mặt. Sự nghiệp sẽ có cơ hội hợp tác trong lĩnh vực mới. Do có quá nhiều thay đổi, tuy nhiên việc hủy dự án sẽ lặp đi lặp lại. Mặc dù bạn rất tích cực trong suy nghĩ, có thể thường cảm thấy trống rỗng không thể giải thích được dưới sự ảnh hưởng của việc gây tổn thương năm nay. Khi bạn ở cùng với đồng nghiệp và bạn bè trong năm, đừng quá khoa trương hoặc sẽ bị tấn công bởi những kẻ xấu. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vào năm Tân Sửu. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất vào năm nay thì Tân Kim Lậu Xuất thực thần, Thái Tuế Sửu Thổ tọa tại Tỷ Kiên. Đây là điềm báo trong năm, bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái Tuế thực thần là ngôi sao phù trợ cho đường học hành, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất 1982. Thổ Kim tương sinh, chủ về lợi cho học hành thi cử, lấy bằng cấp, chứng chỉ xin việc, chuyển việc cũng sẽ được như ý. Khả năng thăng quan tiến chức rất lớn, cơ hội đến không ít, nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm Thái Tuế mang đào hoa, nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu. Cũng có thể chính bản thân rơi vào những quy tắc có kẽ hở để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó, nhưng về lâu dài thì để lại hậu quả khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật đề ra để được bình an. Năm nay, mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ rất bận rộn khi làm nhiều việc phức tạp đến mức hầu như không có cơ hội nghĩ về tương lai.
có thể mong đợi một năm mệt mỏi trên thị trường, thiếu nhân lực và mắc kẹt các kế hoạch. Nếu bạn không lên kế hoạch tốt vào đầu năm, bạn sẽ bối rối và bất lực trong năm nay. Mệnh chủ sinh năm 1982 sẽ nhảy việc hoặc là từ chức vào đầu năm. Hãy tìm cách xin việc mới đẩy chông gai vì vị trí mong muốn nhất là khá cạnh tranh. Nếu bạn quá chuyên tâm và không muốn thay đổi, sẽ rất khó có thể được một công việc ưng ý. Đồng thời, luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để chiêu mời cát khí của quý thần, từ đó giúp công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến, bền vững. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2021 Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý vào tháng Nhâm Thìn, dương lịch từ ngày 12 tháng 4 tới ngày 11 tháng 5 năm 2021, tức mùng 1 tháng 3 cho đến 30 tháng 3 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 không nên tiến hành công việc trọng đại quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, Tân Sửu. Xem vận trình tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vào năm 2021, Thái Tuế Sửu Thổ còn là sao trợ về tài lộc. Trong năm này, bản mệnh có tài vận không tồi, dễ có sự tăng tiến về lương thưởng, các mức đãi ngộ cũng có nhiều cải thiện, được hỗ trợ thêm về chính sách. Mệnh chủ dễ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Quý nhân ở đây là nữ mệnh, khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ được sự hỗ trợ của quý nhân mà tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ đạt được bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Song cũng có thể mệnh chủ sẽ có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình khi mà vị trí bạn đang nắm giữ được hưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía. Tuy nhiên, tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu họa phía sau. Nếu không thấy an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Bản thân bạn cần phải chú ý và cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước, hôm sau họa ập tới. Do có sự tương khắc của Nhâm Tuất sinh năm 1982, chỉ có thể là việc chăm chỉ kiếm tiền, nhưng vẫn làm rất nhiều việc vô ích trong việc tìm ra nguồn tài chính. Thất bại trong thị trường chứng khoán, khó khăn trong việc lấy lại số tiền đã vay hoặc tin tức liên quan đến khoản đầu tư của bạn, điều này khiến cho bạn đặt vấn đề đầu tiên trong năm nay. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy kỵ tà trợ mệnh, bát bảo tâm kinh để hóa giải. Tình duyên của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vào năm Tân Sửu. Tuổi Nhâm Tuất 1982 bước vào năm Tân Sửu, Thái Tuế trợ đào hoa, hồng loan các tình nhập mệnh, mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Tân Kim lộ xuất thực thương, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Mệnh chủ dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang, có năng lực, là người điềm tĩnh, thực tế nhưng khá tâm lý, biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm trì đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó biết trân trọng, giữ gìn trong tay. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi, có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như là tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng tính toán thiệt hơn. Bị ảnh hưởng bởi việc tương khắc, bạn có thể trở nên vô cảm, nóng nảy, chuyển áp lực công việc cho đối tác của mình, tiết lộ tất cả các vấn đề trong việc hòa hợp với nhau, dẫn đến ngày càng mâu thuẫn với nhau. Nếu bạn muốn phát triển mối quan hệ theo cách ấm áp và mềm mại, tốt hơn hết nên đặt mình vào vị trí của nhau. Nhâm Tuất sinh năm 1982 độc thân sẽ hấp dẫn người khác giới, nhưng hành động hơi ích kỷ. Điều này có thể dễ dàng khiến cho cuộc hôn nhân tốt đẹp trở nên tồi tệ.
Để tăng cường nhân duyên, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất giúp tăng cường các mối quan hệ. Về sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vào năm Tân Sửu. Mệnh chủ, sức khỏe chịu ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế nên không được tốt cho lắm. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan, thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Mệnh chủ còn có thể mắc phải bệnh về khớp nếu môi trường sống là nơi âm u, ẩm ướt hoặc trước đó sinh hoạt lâu ngày trong môi trường ấy. Tới năm 2021 này sẽ phát bệnh, thậm chí còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Nhâm Tuất sinh năm 1982 thì nên lưu ý hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm bởi dễ bị thương vì những nguy hiểm tiềm ẩn phía sau. Nên tránh uống quá nhiều rượu bia, bạn có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu không biết quý trọng bản thân. Mệt mỏi bởi tất cả các loại vấn đề, bạn sẽ ở trong tình trạng không khỏe mạnh. Sự tương khắc của năm sẽ khiến cho bạn có tinh thần thấp và bất kỳ chuyện vặt vãnh nào cũng có thể khiến bạn cảm thấy chán nản hoặc mặc cảm. Do cảm lạnh, đau bụng có thể xảy ra trong năm nay nên tránh những thực phẩm sống hoặc cay. Ngoài ra, bạn có thể bị chấn thương khớp hoặc xương trong năm nay. Vì vậy, đừng để quá tải công việc và cũng đừng để tập thể dục quá lâu. Cần sử dụng thêm vật phẩm phong thủy kỵ tà tránh gió, bát bảo tâm kinh để tăng cường sức khỏe, giúp tâm trí bình an nhờ có chú bát nhã tâm kinh và tăng cường tài lộc bền vững cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 Nam Mạng. Sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch chiếu mệnh sẽ là hung tinh bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Từ xa xưa thì dân ta đã có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Thái Bạch là sao xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Mệnh chủ Nhâm Tuất 1982 Nam Mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi bị đau ốm, song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai dễ bị ngộ độc, trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao dễ bị té ngã. Sao chiếu mệnh của nữ Tân Sửu sinh năm 1982 Nhâm Tuất, nữ mạng là sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được nên đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ mà gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài hạnh phúc, đạt được ước mơ nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam. Sao Thái Âm tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9 như là kỵ vào tháng 11. Nữ mà bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều loại bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mệnh năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn này nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người. Ngoài ra thì người gặp hạn tam kheo cần phải đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Cuộc đời Nhâm Tuất thường bị đe dọa bởi các yếu tố bệnh tật, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, vì thế ít khi được vui vẻ. Những mục tiêu và dự định trong cuộc đời muốn được hoàn thành và thành công thì phải từ tuổi 45 trở đi. Từ độ tuổi kể trên thì bạn mới tạo dựng được sự vững chắc về sau. Người Nhâm Tuất thì cầm tinh con chó, tuổi Nhâm Tuất tượng trưng của sự trưởng thành. Người Nhâm Tuất thì cần phải khắc phục những điểm yếu thông qua sự rèn luyện tu trí để phát triển tốt nhất. Người Nhâm Tuất hiền lành, tốt bụng, thẳng thắn, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Họ rất chăm chỉ, ham học hỏi, có chí tiến thủ. Chính trực, thẳng thắn trong giao tiếp, không thích sự vòng vo và công bằng khi đứng ra làm người phán xử. Nhưng chính sự thẳng thắn này mà họ bị phản ứng mạnh trước sự bất công nào đó trong cuộc sống, cộng thêm tính cách đa nghi, chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến, dẫn đến nhận định sai. Trong công việc thì Nhâm Tuất luôn nhiệt tình hết mình cống hiến, luôn biết hy sinh vì tập thể chứ không màng tới lợi ích cá nhân.
Nếu là một người quản lý thì tuổi Nhâm Tuất rất dễ kỷ luật và biết quan tâm đến nhân viên của mình. Thêm nữa, trong công việc thì Nhâm Tuất khó tiến thủ do đức tính quá trung thành hay có xu hướng ổn định ở một công ty. Về mặt tình cảm thì tuổi Nhâm Tuất rất tình cảm, quan tâm chăm sóc gia đình. Họ coi trọng các giá trị truyền thống và có khả năng kết nối, duy trì tình cảm mọi người trong gia đình. Do hoàn cảnh nên gia đạo của bạn không được mấy tốt đẹp, cần phải sáng suốt khéo léo xử lý thì mọi việc mới được êm xuôi. Trong suốt cuộc đời, công danh chỉ tạo được ở mức độ trung bình mà thôi. Sự nghiệp khá khó khăn mới có thể gây dựng được. Vào tuổi 47 hay 48 trở đi thì mới có thêm nhiều cơ hội để tạo sự nghiệp vững chắc. Tiền tài của bạn không dư giả nhiều nhưng không đến mức thiếu thốn, vẫn đảm bảo được cho cuộc sống. Từ 20 đến 25 tuổi, 20 tuổi năm này có thi cử nhất định sẽ đậu cao, 21 tuổi có một vết thương lòng, tuy nhiên đừng chán nản gương vỡ rồi sẽ lại lành. 24 tuổi, năm này gặp nhiều may mắn về mọi mặt, 25 tuổi kỵ tháng 8 và tháng 10 kỵ đi xa. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi kỵ hùn hợp, coi chừng bị lừa gạt hoặc đau bệnh. Năm 27 tuổi sẽ có một tin buồn như xa cách người thân hoặc tang chế. Năm 28 tuổi sẽ có người giúp vốn làm ăn. Năm 29 tuổi có cơ hội thi thố tài năng và phát triển nghề nghiệp. Năm 30 tuổi, một năm khá tốt đẹp nhưng hãy đề phòng những tháng cuối năm có thể bị đau bệnh bất ngờ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.